Chào mọi người đã quay trở lại với kênh kênh bán hàng của em, bán đồ nghề Nhật bãi. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em nha, 034 830 843. Anh em xem video thì muốn theo dõi thì bấm vô đăng ký giùm em. Xem video thì xem bấm vô cái chế độ HD để xem cái hình ảnh được rõ nét. Hôm nay là cái video thứ 19. Em giới thiệu mấy món hàng Nhật đây. Đầu tiên là cái bộ tua vít gốc. Đây nó vặn một cái góc hẹp vậy nè. Nè, đổi mũi được. Nó gồm có 2, 4, 6, 7 cái mũi đi kèm. 2, 4, 4 mũi lục giác. Và 3 mũi ba ke với vít dẹo. Đây nó có đảo chiều luôn nha nè. Đây, xâm lát hàng chuẩn thị trường Nhật nhanh nè. Bộ vít gốc mã 1901 150 nè. Tiếp theo một cái đồng pin, đèn pin rất là độc đáo. Cái đèn này là đèn, cái chính xác nó là đèn cứu hộ. Đây, anh em lắc tay nó sẽ sáng đèn lên, nó chớp chớp cho mọi người biết. Báo hiểm anh em, khi mà mình bị lạc hay gì ở trong rừng á, mình dùng cái này là không cần năng lượng gì hết, chỉ cần lắc là nó sáng đây. Nè, lắc nghe nhìn nè. Lắc là nó sáng nha nè. Đó, không lắc thì nó không có sáng gì hết. Đèn pin giá một mã 1902 150 ngàn. Tiếp theo mình có hai bộ hai cái bộ đa năng. Đây, hai bộ đa năng hàng này Nhật nè. Một bộ cán nhựa và một bộ cán bằng sừng. Ốp sừng. Cái bộ cán nhựa thì nó có thể mở hai cái mảnh này ra riêng nè anh em. Cái nĩa với cái muỗng. Cái bộ này thì không có mở được. Đây, mỗi bộ nó đều có dao. Đây là dao. Dao chính đó. Này khui rượu. Này là một con cái cây lụi. Đây cũng có một con dao chính. Hai cây này thì nó không có đóng da băng nha nè, nó chỉ đề là thép không gỉ nè. Đây, đây là khui bia. Rồi, bốn tính năng, cái này là bốn tính năng, bốn chức năng đó. Cây cán nhựa là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chức năng. Rồi hai cây này mình bán là đồng giá nha anh em. 250 ngàn một cây. Tiếp theo mình có một cây móc khóa. Móc khóa có la bàn anh em. Đây. Móc khóa Nhật. Cái hình của đất nước Nhật. Không, cái tỉnh nào của Nhật ấy. Không phải đất nước.
Đây, đây là cái tên, cái là bàn nhỏ nhỏ đây nè anh em, rất là tiện dụng luôn. Phía sau đây có mặt ông Phật và cái chùa Tàu. Chất liệu nó thì mình cũng không rõ là chất liệu gì nhưng khá là nặng tay chắc chắn. Móc khóa mình bán 200.000, mã 1904. Tiếp theo là một cái cây dao, dao cắt của Japan này. Cắt hình tròn này nè. Đây là cây kim, cây tăm nè. Lấy tăm vô bên dưới gọt mình cắt rồi không? Để mở cái lưỡi ra cho anh em coi. Đây. Ví dụ như mình muốn cắt cái đường kính, muốn cắt cái đường kính hình tròn 15 cm đi. Đây, mình chỉnh tới số 15. Đây 15 cm. Khóa lại. Rồi cho cái kim này nó sâu xuống. Rồi. Để lên giấy và cắt thôi. Đó. Xoay nó. Sẽ cắt được. Cây dụng cụ cắt này nó có thể cắt từ 3 cm, đường kính từ 3 cm đến 16 cm. Anh em đảo cái đầu này lại thì nó cắt đường nhỏ 3 cm rồi. Cứ lựa cái này vô trong đây. Đây. Kích thước nó. Khỏi nấm. Dao cắt tròn có mã 1905 giá 200.000. Tiếp theo là một cái máy xay trái cây. Đây, máy xay trái cây anh em. Dây nó mình quấn đây rất là gọn của Tiger. Đây. Tiger. Hàng này xuất Nhật. Cái hãng này thì của Nhật, chuẩn Nhật nè anh em. Điện à, điện 100V nha anh em. Công suất là 160W. Điện 100V. Anh em lưu ý giùm nha. Đây là cái nắp. Đây mình có cái bình đựng, cái ly đựng của cái cối của nó rất là chắc luôn. Rất là dày luôn nè. Cái máy này là chưa sử dụng nha anh em. Lưỡi còn nguyên nè, vàng ống luôn. Cái cối nó thì 250 ml nè. Mình có thể làm một ly sinh tố mình uống, bỏ đá nhuyễn nhỏ nhỏ vô rồi mình xay luôn. Mình chạy thử cho anh em coi nha. Đây là điện 100V nha anh em. Đó. Nè nó không có công tắc lòi ra bên ngoài nha. Rất là an toàn luôn. Bỏ vô xong rồi mình đóng cái nắp này lại. Công tắc nó ở đây. Đó. Ok. Xay sinh tố điện 100V giá mã là 1906 550.000 nữa. Tiếp theo là một cây bấm rivet. Bấm rivet này của Vaseo, Vaseo Japan anh em. Đặc biệt là cái dòng này rất là hiếm hiếm gặp. Đây, dòng này nó có cái trợ lực anh em, bấm thì nó rất là nhẹ. Đây đây đó, nó xuống từng nấc 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 vậy đó. Nó trợ lực như cái cắt ống của mình vậy đó. Như cắt ống nước vậy đó.
nó tăng lực làm cho mình bấm cảm thấy nó nhẹ. Cái hành trình nó thì nó cũng không ngắn hơn, nhưng mà mình bóp thì nó nhẹ. À. Cái cây tán này là mình đang rút cái cây tán inox nha nè, rất là cứng luôn, cây tán inox của Nhật này, không phải là tán nhôm ở ngoài bán nha anh em, tán bằng inox, nó nguyên cây nó bằng inox nên rất là cứng. Cái này nó trợ lực thì mình bấm cảm giác nó rất là nhẹ luôn. Đó, rút hai cái là nó đứt tấm mì nóc nè, cứng luôn đó, nó nhả ra cũng ok nè, răng nó còn bám rất là đẹp luôn. Rút rivet và seal trợ lực, có mã là 1907 650 ngàn. Tiếp theo mình có một cái máy tính. Đây máy tính hình chữ nhật anh em, của Canon Thái Lan sản xuất. Đặc biệt nó là nó không có xài pin anh em, là nó xài bằng năng lượng ánh sáng nè, nó không xài pin, không cần tốn pin, không cần hao gì hết á. Nhưng mà nhược điểm nó là xài ban đêm cũng được, chừng nào mình xài phải có ánh sáng bình thường trong nhà nè, ban ngày thì được ok đó, chỗ treo tối ở vậy là tắt nè đó. Bây giờ nó phải có ánh sáng, cái chỗ này nó hấp thụ ánh sáng nè, có ánh sáng là nó sẽ hoài vậy. Đây đó, máy tính Canon mã 1908 150 nha. Tiếp theo mình có hai cái cây, hai cái ổ cắm điện của Nhật anh em. Đây ổ cắm này dây điện dài 2 mét anh em, nó chịu tải là 1500W mà nó chuyên dùng cho Nhật nha anh em, là xài được 100V nha. Ví dụ anh em nào xài đồ gia dụng điện 100V á thì hãy mua cái này xài. Chui nó rất là đẹp, đồng nè, trong đồng, cắm nhẹ nhàng mà nó vẫn dính chặt, không có bị lỏng gì hết. Điện 100V nha anh em. Đây. Điện 100 nè. Này nó có đèn báo. Đó. Mỗi ổ tương ứng với một đèn nha anh em. Điện 100V là cái ổ này không có xài được điện 220 nha anh em, chú ý. Nó làm cũng thiết kế rất là an toàn, không sợ bị chạm tay mình vô giật. Ổ này National. Dây nguồn nó là dài 2 mét. À, nó là chắc chắn luôn. Ổ này Helicon. Xài điện Nhật nha anh em, là 100V đó. 100V thì ok. Ổ cắm điện của Nhật nè, mã 1909
250 này một cái nha anh em. Tiếp theo cái cuối cùng mình có là một cái ổ cắm nữa. Mà ổ cắm này nó cuộn lại gọn nha anh em nè. Ổ này thì có khoảng chừng, nếu xài điện 125V nó thì nó xài 7A, là tầm 7-800W á. Xài 7-800W á. Cái dây này thì nó dây nó cuộn vô ổ cắm thôi, là anh em có thể xài được điện 220. Đó. Nó không có đèn thì xài được điện 220 nha anh em. Kéo ra là xài thôi. Dây nó là 1m8. Nè. Vậy thôi. Quấn lại. Quấn lại cho rồi. Ổ cắm. Ổ cắm 1910. Giá 150 nha. Ok, cái video hôm nay đến đây là kết thúc nha anh em. Chào tạm biệt, hẹn gặp anh em trong video tiếp theo.